Xin chào anh. Rồi, chào tất cả anh em nha. Hôm nay có vườn của ông anh gần nhà, có giao lưu 21 gốc mai. Giao lưu là bán hết chứ không anh không bán lẻ. Thì giao lưu với anh em giá hết vườn là 400 triệu. Dạ. Kích cỡ là sao anh ta, nhỏ nhiều nhất, nhiều lớn nhất nhiều anh? Nhỏ nhất là ba mươi mấy hoành anh, Dạ. lớn nhất là gần 60 hoành, hay nằm mô hết. Dạ rồi ok, bắt đầu vô mình quay một số gốc chi tiết, gốc nhỏ có gốc lớn coi cho các bạn xem các bạn. Rồi anh em tham khảo chi tiết rồi anh em liên hệ với anh Lắm để mình giao lưu các bạn ơi. 10 năm rồi. 10 năm hả anh? Dạ rồi. Lên mô khoảng 10 năm rồi. Dạ, rồi. Đa số là gốc như thế này các bạn. Đế cuộn cuộn luôn, đế lực luôn. Mặt bông sao anh Lắm? Mặt bông từ 5 tới 10 cánh anh. Mặt bông là từ 5 đến 10 cánh anh. Dạ. Bông kết bông đậm đẹp. Dạ. Đây các bạn. Không chùm không? Mình sẽ quay một số gốc trong vườn các bạn, tại số lượng 21 gốc nha. Ảnh là giao lưu hết một lô là 21 gốc các bạn. Nói chung anh em nào mà ví dụ mà thiện chí thì mình đến trực tiếp đi mình xem cây đi bạn cho nó dễ bạn. Ở Bình Chánh Tây, xã Tam Bình, cái lại anh. Dạ. Địa chỉ số điện thoại thì anh Lẩm nó đọc các bạn. Anh em nào mà ấy thì mình em đến trực tiếp tại vườn để mình xem đi cho nó rõ hơn các bạn ơi. Rồi đo đo thử cho em thông số này thử coi như anh. Đó, ở đây là 57 hoành. 57 hoành ha. Cây này bộ đế nói chung là hàng VIP Để luôn các đạt bạn ơi. khoảng 200 anh. 200 ha. Cái gốc này chiều cao khoảng nhiêu Lắm? Này cao khoảng 3 mét. Vườn là toàn tự nhiên hết anh. Dạ. Cái này nè. Quay gốc số 2 này cho các bạn xem nha. Một cốt luôn nha. Quay vòng cái bộ tàn đây. Mặt bông thì cây nào cũng mà là 5 đến 10 cánh luôn ha anh. Một bông cây nào có cây 5 cánh, thích có cây tới 8 10 cánh cũng có anh. Dạ. Đây các bạn. Gốc này chiều cao nó khoảng nhiêu anh? Cao khoảng tầm 3 mét anh. 3 mét ha. Tàn này nguyên thủy luôn ha anh. Dạ, tàn nguyên thủy. Ở đây anh trồng cái vườn nó hơi nhiều các bạn, cái nó khích tàn ha, giao tàn ha anh. Đây quay một vòng cho các bạn xem đây. Đây là bộ đế đây các bạn ơi, thân sắn. Năm mươi mốt, đây là 47 hoành. 47 ha. Đo đo thử cái thoát thân nó có gì. Thoát thân chân cành số 1 là 48. Quay một số gốc nữa trong vườn của anh Lắm các bạn. Đây. Phía xa nè bạn. Gốc này cũng khá là đẹp nha. Bộ đế đều giúp luôn. Cái này một cốt luôn ha anh Lắm. Đây các bạn. Tàn thả tự nhiên luôn. Nguyên vườn. Cái này chiều cao khoảng nhiêu anh? Là cao khoảng 3 mét rưỡi anh. 3 mét rưỡi nha. Tàn ngang nhiêu anh? Tàn ngang khoảng 3 mét. Dạ. Vô quay cận cảnh cho các bạn xem các bạn. Chi cành tương đối là cũng đều luôn các bạn. Cái này gì anh em có thể mình chỉnh sửa nhẹ là mình chơi các bạn ơi. Nhanh tay liên hệ anh Lắm để mình đến vườn mình tham quan các bạn ơi. Để đều giúp luôn. Rồi em nhờ anh vô đo mà em có thông số cái này thôi bao nhiêu anh? Đây là 42 hoành. Hồi đấy là khoảng 200. 200. Gọi đo thoát thân được khoảng bao nhiêu anh? Thoát thân chân cành số 1 là 50. 50 ha anh. Đây các bạn. Các bạn ơi. Phía đây nè. Cũng là một cây một thân một cốt luôn các bạn. Đa số cây thì mình thấy nó đạt tiêu chuẩn các bạn. Đồng đều hết nha. Tàn tán là ok hết. Cái này mình trồng từ xưa giờ luôn hay sao anh ha? Mình có bứng về đâu không anh? Từ đó giờ luôn. Từ đó giờ luôn ha. Một dòng nha. Cây nào đấy cũng khá đẹp hết.
Rồi em nhờ cho em thử cái số hoành này khoảng bao nhiêu anh? Hoành nó là 40, hơn 40. Hơn 40 hả anh? Ngồi đế nó cũng khoảng 200 anh. 200. Lúc này chiều cao nó tầm khoảng nhiêu anh? Cao thì cao khoảng 3 mét. 3 mét ha. Anh thả trồng là trồng tự nhiên các bạn, thả tàn luôn. Phía này em thấy con gốc cũng khá là đẹp các bạn. Mình sẽ quay một số gốc rồi mình quay những gốc nào nhỏ luôn. Cho các bạn xem cho anh em nắm. Đây. Tất cả các mặt luôn. Cũng là chiều cao tầm khoảng nhiêu anh? Cao khoảng 3m5 anh. 3m5 à. 3,5 4m à. Cái này lúc trước cái phôi mình nuôi lại là cây tự nhiên luôn anh? Dạ, cây trong vườn rồi mình lên mô anh. À. Rồi anh đo mà em thử thông số gốc này thử coi. Bốn mươi hai hoành ha. Nồi đế cũng cỡ 200 á. Dạ, nồi đế 200. Tổng cộng 21 gốc rồi các bạn. Nhỏ nhỏ mà hình thú vậy nha, một thân một cốt. Hoành này thì nó tầm, anh nói là tầm khoảng 30 trở lên các bạn. Phong cao nha. Bông bao đẹp. Quay sơ bộ một xíu cho một số cho các bạn xem. Đây. Đây, hoành này chắc khoảng 3 mấy 40 các bạn ơi. Mai tàn. Rồi em nhờ anh đo thử em thông số con này thử có bao nhiêu anh? Ba mươi tám hoành ha anh. Rồi. Đó, cái cũ đặt nó đi. Cái cũ đặt nó là 82. 82 nha. Rồi ok nè, cây này cũng khá là đẹp nha các bạn. Cốt cành đều luôn nha. Dạ, tầm khoảng 3 mét các bạn. Thế em quay một số góc nhỏ để cho các bạn xem bạn. Đây. Nhỏ nhưng mà cái tàn nó rất là lớn các bạn ơi. Cái này chiều cao tầm khoảng nhiêu anh Lâm? Cao khoảng hơn cỡ 3 mét anh. 3 mét ha. Tàn ngang nhiêu anh? Tàn ngang cũng 3 mét hơn. Dạ. Một thân một cốt luôn các bạn ơi. Quay cái xương bên trong các bạn xem. Gốc này là nhỏ nhất trong vườn đấy ha anh. Đây các bạn. Nhỏ trong vườn các bạn. Gốc nhỏ trong vườn là nay gốc này là 36 hoành. 36 hoành các bạn ơi, nhỏ nhất trong vườn. Lớn nhất là 57 và hình thú anh. Quay vòng cho bạn xem. Cái xù. Cái này xù gì anh? Xù cốc. Xù cốc. Cái này thành thấm anh. Chiều cao nó khoảng nhiêu anh? Cao khoảng 2 mét anh. Dạ. Một cây hình thú các bạn ơi. Rất là đẹp nha. Mình có quay một số gốc nhỏ và gốc lớn trong vườn của anh Lẫm cho các bạn xem đó. Tại số lượng nhiều các bạn, mình quay không có hết nha. Anh em nào thiện chí thì mình đến tại vườn đi, mình xem sẽ chi tiết hơn các bạn. Rồi mình giao lưu với anh Lẫm. Dạ, chủ vườn kêu giá 400 á anh. 400 triệu ha. Dạ, giao lưu tại vườn. Là 21 gốc ha anh. Bán hết 21, toàn bộ 21 gốc, không bán lẻ. Dạ. Giá sở hữu là 400 triệu là bán tại vườn là còn thương lượng được không anh? Dạ, giá cả không có thương lượng anh. Dạ rồi.